សូមអញ្ជើញអង្គចុះអង្គជំរះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីពិភាក្សាដេញដោលហើយជាបន្តនេះសូមបង្គុលវិទ្យការទៅមេធាវីតំណាងដើមរដ្ឋបាលវិនីក្រុងពីរដែលត្រូវសួរតសាក់សីរូបនេះសូមអញ្ជើញ Thank you, Mr. President. Good morning. Ms. Dutsinski, My name is Dutsinski. I am a lawyer for the victims. The accused told the court that at least one prisoner around 19 months was in prison. Long hair, but they had long hair. គឺមិនដឹងថាមានជាងកាត់ឬក៏អត់ទេខ្ញុំមិនបានដឹងច្បាស់ដែរតែបើខ្ញុំនៅជាកកការពារគឺមិនដែលបានឃើញកាត់សក់ទេហើយចំពោះអ្នកដែលជាប់ថាជាយូររយៈ6-7 ខែគឺខ្ញុំមិនបានដឹងទេរឿងនេះ Did you then see prisoners with growing hair and long hair during the long stay in the last 21 months? បាទចំពោះការសាក់វែងគឺមានគឺឃើញមានអ្នកទោសចំពោះអ្នកទោសសាក់វែងនឹងជា Thank you. I come to my next question. I would like to refer to the statement that you gave to DCCAN today. I would like to read out part in this statement that is on page 11 and the ERN. Should I repeat ERN? Because we had it this morning already. This is the 0033527 through
00035296 And in the Khmer version, it is 00057073 00057078 And what I want to read out here from this interview is the following. You have been asked, did you stop guarding when you were transferred to Tulsleng prison? And your answer was, yes. And then the next question was, you worked as a typist since then, and your answer is recorded as, I was a typist until 1979. At that time, I was sent to learn how to do interrogations. If you recall, it is long ago, that is true, but if you recall the time, and could you confirm what you told DCCAM about your task in S20? Sorry, but maybe could you repeat? I have a full translation of your answer. ជាខ្ញុំឈប់បំពេញកិច្ចការជានាយកគឺគេឲ្យខ្ញុំទៅរៀនវាយអង់គ្លេសចំណងឯកសារនេះជាសំណួរជាចម្លើយរបស់ខ្ញុំជាការពិត And is this the truth? តើអ្វីដែលលោកនិយាយហ្នឹងគឺជាការពិតមែនទេ បាទជាការពិត Thank you. Sum okun. I move now to another issue. ឥឡូវ នេះ ខ្ញុំ បន្ត ទៅ ទៀត តទៅ ទៅ នឹង ចំណុច ថ្មី មួយ ទៀត. Which was already discussed. ចំណុច នេះ ត្រូវ បាន ពិភាក្សា រួច ហើយ. And it concerns the interrogation of prisoners. ទៅ តទៅ ទៅ នឹង ការ សួរ ចម្លើយ អ្នក ទោស ដែល ជា ស្ត្រី. Move again to what you told DCCAM. This is in the English version on page 16. And the same ERN that I just said. That is the ERN in the English version 00335291. And now, Mr. Lachmian, I would like to read out what you have been asked at the time on DCCAM. The question was, who interrogated female prisoners? And your answer is recorded as follows. We interrogated them as usual. Sometimes we were ordered to interrogate female prisoners and sometimes male prisoners. They did not restrict interrogators to only interrogate female prisoners. And my question now is, first,
Do you now recall that you told this to DC Camp? លោក បាននិយាយ ដូច្នេះ ទេ ពេល ដែល លោក ប្រាប់ ទៅ ខាង DC Camp នោះ បាន ចំពោះ ការ សំណួរ នេះ គឺ ខ្ញុំ មិន ប្រកាស ក្នុង ខ្លួន ទេ តើ ខ្ញុំ បាន ឆ្លើយ ឬ ក៏ អត់ គឺ ខ្ញុំ មិន បាន ចាំ ដូច្នេះ គឺ ខ្ញុំ សុំ មិន ឆ្លើយ លើ សំណួរ នេះ Are you aware about any rules or regulations that were set out in S21 about different treatment during the interrogations of females and males? Were there general rules in this? បានចំពោះការវិន័យគឺការបាត់បញ្ជាឲ្យប្រព្រឹត្តនៅចំពោះអ្នកទោសគឺចំពោះការណែនាំគឺការបាត់បញ្ជារបស់គេគឺឲ្យធ្វើម៉េចខំសួរចម្លើយឲ្យអ្នកទោសឆ្លើយហើយឲ្យត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់ហើយឲ្យពិតកុំឲ្យកុហកហើយមិនឲ្យយើងធ្វើ Thank you. I move now a little bit and want to come back to the rape that you have already talked about S21. You have already talked about this rape. មិនដឹងជាឆ្នាំណាទេតែដំបងនោះឈ្មោះទូចនោះជាអ្នកសួរចម្លើយអ្នកទោសស្រីដល់ពេលសួរចម្លើយហើយពេលហូបបាយគឺអ្នកសួរចម្លើយដល់ទៅទៀតយកអ្នកទោសទៅទុកហើយទៅហូបបាយចំពោះឈ្មោះទូចហ្នឹងអត់ទៅហូបបាយទេគាត់នៅរំលោភចាប់រំលោភចំពោះអ្នកទោសស្រីហ្នឹងហើយដល់ពេលអ្នក ដែលទេទៀតមកពីសួរមកពីហូបបាយវិញអ្នកទោសស្រីនេះគឺរាយការណ៍ប្រាប់អ្នកទោសដល់ទេទៀតប្រាប់ថាឈ្មោះទូចនេះចាប់រំលោភណាអ្នកគាត់លហើយទូចឮដូច្នោះក៏ភ័យខ្លួនក៏រត់ឡើងលើដំបូលផ្ទះហើយលោតមកដី តែលោតមកចំខ្សែភ្លើងគឺឈ្មោះទូចនោះມັນបានស្លាប់គាត់អ្នកនៅយាមនៅតាមការពារចាប់យកមកដាក់នៅក្នុងមន្ទីរស-21វិញនេះសំមច្ចៈតែប៉ុណ្ណឹង Witness the arrest of him? Look, ban mer khoeng toal te ampi ka chap chmuoh tuoch ni. Ban chmuoh ka chap neak toh chmuoh tuoch ni keu khnyom mon ban khoeng toal te khnyom ko ban na nuom khnia chuoy puat teang os nyei ruom keu neak neu knong mantri so 21 ni keu nuom khnia puat chap teang os khnia. Lo hai ka chap keu aich Have you been working at this time of this rape already as an interrogator? បាទគឺបានរំលោភស្ត្រីនោះហើយស្ត្រីនោះក៏រាយការណ៍ប្រាប់អ្នកសួរចម្លើយដទៃទៀតឈ្មោះទូចនឹងខឹងក៏យកថ្នាំទៅច្រកស្ត្រីនោះ
tai cai mò thì trai nước kì nhiều thì đã nên mưa ở pet mưa tại mình đang gì chun tại pet lại na đi thì cho mình mặn đang chụp lại tại thì trai nước mình đang gì ruồi rứa sáp nhà na thì cho mình mặn đang thank you maybe there was a translation or whatever issue I repeat my question lại nãy khi ông trang xua lang vây mà đòn tiếp Were you already at this time working as an interrogator? When this happened, Do you have any knowledge about who the rest who ordered the arrest of Tooch? I have a knowledge about who the rest of Tooch. Tại chỉ mì cơm bọc nhóm nó cứ gọi mình chia thả à lấy chung một túi khá bọt hơi chập lùm lùm nẹ tô vì rột lạ lực tuyệt mòi dương nọc nếp bọt nên kì chia mình chia rồi bọc mì cơm nhóm cá nó cứ nhóm trăm mình chứ ba chung mua và hai chỉ chung một phiếp nên đắng cứ nhóm nào bị áo lì lấy và hai chỉ chung một phiếp hai chứ Do you know if the group chief reported this incident or got approval for the arrest from the chairman of S21? มาจําปัวเรื่องนี้คือខ្ញុំមិនបានដឹងច្បាស់ដែរស្រាប់តែគេចេញបញ្ជាឲ្យនាងនេះពាត់ tại mà đó cứ khi nhầm màn đang chấp bát tha mình chia vì thầm na rư thầm na cứ khi nhầm màn đang chấp bát đài I would like to move now to your to the interrogation that you yourself have done và tệ tớ tới nâng ca xua chùm lại tố rồi bỏ lộ name of Srei Um ta lộn mình Scott chmô hợp Srei Um Rem Secretary of Sector 2 Northwest đã chia lê kha do you remember this person đâm bọn bì nơi này phụng bị bì dọp đại rư tế mà chẳng phua xâm nuôn ý cứ nhóm mần màn chăm chmô nè ໂຕສາຍຫຼືປໍຄືຂ້ອຍມັນມານຈັນມານິຍີຮ່ວມຄືຂ້ອຍມັນມານຈັນເພິ່ນອາຫາຍອາຣິຍະກາຢູ່ຫາຄືມັນມານຈັນ Mr. President, could the AV please put on the screen the following document please in this document page 19 hi so my that bank ti 19 nei aikasa ni mantrei khang so tu da banchang nei aikasa da mien leik EN 0039 714 nei le ekrang tu tu doy banghan tae tampo ti 19 ti Sorry, I could give for non-Khmer speaker the English here and this, the document 16.77.
and on the year end មានលេខអក្សរលេខមានលេខ sorry 00233835 DAV please or direct be directed to scroll on page 19 of សូមអរខាងផ្នែកយសតទួបញ្ចាំងនៅឯកសារនេះគឺនៅទំព័រទី19 Yes. Mr. Lachmian, this is a similar prisoner list. List of interrogations. And if you have a look at this document, which shows at the end a prisoner from the northwest zone. បាទគឺមានចំណុចមួយនិយាយថាមានអ្នកទោសនោះមកពីពីយប់ដែលគាត់ឈ្មោះស្រីអឿន right you find as interrogator នៅខាងស្ដាមដៃនៅកន្លោនខាងស្ដាមដៃហ្នឹងបាទកន្លែងឈ្មោះអ្នកសួរហ្នឹងគឺឈ្មោះ could you remember that you have តើលោកមានចាំថាលោកមានបានសួរចម្លើយអ្នកទោសនេះដែរឬទេចាំចំពោះចម្លើយនេះគឺពួករូបខ្ញុំមិនបានចាំទេខ្ញុំមិនបានចាំខ្ញុំសួរចម្លើយដល់ទាល់ក៏មិនដឹងគឺខ្ញុំភ្លេចអស់ចំពោះការនេះគឺខ្ញុំទទួលក៏បានក៏មិនទទួលក៏បានគឺខ្ញុំមិនអាចថាសន្និដ្ឋានថាខ្ញុំសួរឬក៏អត់ក៏ខ្ញុំមិនហ៊ានទទួលដែរព្រោះថាវាជាការនោះវាភ្លេចអស់បាត់មិនដឹងជាឈ្មោះណាឈ្មោះណីគឺមិនបានចាំហើយខ្ញុំសូមមិនឆ្លើយថាខ្ញុំសួរមែនឬក៏អត់គឺខ្ញុំមិនបានសូមថាមិនឆ្លើយមេតាវីដំណាក់ដើមរំនេះក្រុម2អស់ពេលហើយមីស្ទ័រប្រេសីដិនអឺ am I allowed to លោកប្រធានអាស្កអូនលីតើលោកប្រធានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសួរនៅសំណួរចុងក្រោយមួយបានទេតើតើតើនឹងឯកសារបាញ់មិញនេះ to scroll if it disappeared អញ្ជើញអនុញ្ញាតឲ្យមួយសំណួរចុងក្រោយណាIt was on this document and I see now the AV already removed it because I wanted to show the witness the first page of this document and the title of this document which must be on the first page 00233 Oh sorry, that was the English again 0039714បាទគឺឯកសារនឹងឯងនៅទំព័រទី1ហ្នឹងគឺមានលេខ IAN00039714 លោកឡាចមានតើលោកអាចអានចំណងជើងឯកសារនេះបានដែរឬទេបាទគឺខ្ញុំអាចអានបានឈ្មោះដើមប្រែនីតិចាស់ថ្មីផ្នែកថ្ងៃចាប់ភូមិភាគបុព្វាគុនឈិនសារំ Can I please interrupt? Sorryសមាជិកស្រុកមេធាវី Can I interrupt I mean above the first បាទអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអានហ្នឹងគឺឲ្យអានពាក្យដំបូងគេដែលមាននៅបន្ទាត់ទី1ខាងឆ្វេងដៃគឺពាក្យដំបូងគេបង្អស់នោះបានក្រមក្តៅអានបានក្រមក្តៅអឺ
Okay, thank you, Mr. Lachmian, for responding to my question. Thank you, Mr. President. 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 Thank you, Mr. សូមអរគុណលោកប្រធាននិងសូមគោរពលោកប្រធានសូមគោរពលោកចក្រមជាតិនិងអន្តរជាតិនិងសូមគោរពអង្គសវនាការទាំងមូលលោកប្លាជមៀនលោកបានជម្រាបតុលាការថាមុនមកភ្នំពេញលោកជាយោធាស្រុកដល់2កំពុងតឡាច់លើដែលឥឡូវហៅថាស្រុកសាមគ្គីមានជ័យតើលោកនៅតែរក្សាពាក្យនេះដដែលឬក៏លោកកែប្រែ But Jampu Jamlai the Bakyam Ji Yoti Srok Kukyam Rasa No Jamlai Nito Dai Kukyam Kanoki No Cheng P. Drop Srok Mok Kuk Pet Prakat Kukyam Cheng P. Drop Srok Pong the Lai Lu Som Okun Luk Ban Jumrip Tolaka Titan នៅគុកព្រែកថ្នោតតាខ្មៅគេឲ្យអ្នកទោសស្រោចបន្លែនិងធ្វើតុកទូតើលោកនៅតែរក្សាពាក្យនេះដដែលឬក៏យ៉ាងម៉េចសូមលោកបញ្ជាក់បាទចំណាយនេះគឺខ្ញុំនៅរក្សាដដែលព្រោះកាលដែលខ្ញុំចូលដំបូងគឺខ្ញុំចូលមកពីយប់ព្រលឹមពីយប់ហើយជាម៉ោង 7នោះគឺខ្ញុំទឹកឡើងគេឲ្យខ្ញុំនាំអ្នកទោសទៅយាមអ្នកទោសទៅមើលអ្នកទោសដំបូងគឺយាមឲ្យអ្នកទោសដើរស្រួយបន្លាយវាដាំស្ពៃស្ពៃកដោបតាមខណ្ណាខណ្ណអីងាត់ស្ទឹងតាមខ្មៅហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំនៅយាមកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅរក្សាដដែលគឺជានំបងបំផុតបងអស់ខ្ញុំនៅកន្លែងហ្នឹងសូមអរគុណ លោកបានលឺពីម្សិលមិញហើយតដូចអះអាងថាគាត់លំអៀងទៅរកស្រុកកំពង់ត្រាចលើតើលោកជឿពាក្យនេះដែរឬទេ ចម្ពោះសម្ដីជន់ជាប់ចោតមួយដូចថាសម្អាងគាត់មានមោទនភាពចម្ពោះស្រុកកំពង់ត្រាចលើគឺសម្ដីរបស់គាត់ គឺខ្ញុំមិនអាចសន្និដ្ឋានបានថាគាត់ជាការពិតឬជាការមិនពិតទេគឺខ្ញុំមិនអាចសន្និដ្ឋានបានអរគុណសូមលោកបញ្ជាក់បន្តិចមើលតើនារសារបស់តាដូចនេះមានប្រមាណអ្នកមកពីស្រុកកំពង់ត្រាចលើហើយមានប្រមាណអ្នកមកពីកំពង់ឆ្នាំងនិងប្រមាណអ្នកមកពី703 សូមលោកបញ្ជាក់បាទចំពោះនារសារបស់ឈ្មោះដូចគឺខ្ញុំមិនបានស្គាល់ស្គាល់ឈ្មោះគាត់ទេខ្ញុំស្គាល់តែមុខឃើញតែគាត់ដឹកម៉ូតូឬជាដើរជាមួយតែដូចគឺខ្ញុំមិនដែរស្គាល់ឈ្មោះម្នាក់ក៏ខ្ញុំមិនដែរស្គាល់ទេមិនដឹងជាមកពីខាងណាឬមកពីខាងណាគឺខ្ញុំមិនស្គាល់ទេព្រោះខ្ញុំគ្រាន់តែស្គាល់តែមុខទេវនារសារបស់គាត់ សូមអរគុណការលោកនៅពេលស៊ីណាតើពេលស៊ីឬក៏ពេលអេសហ្នឹងមានកំផែងជុំវិញទេបានកាលនោះគឺមានកំផែងមានលបងគេចាក់ជាលបងថ្មប្រហែលជាលិចក្បាលហើយមាន ដោត ជាអំបញ្ចប់ជុំវិញនៅតាមកំផែងសូមអរគុណអញ្ចឹងនៅពេលស៊ីមានអាគារសម្រាប់ដាក់អ្នកទោសប្រមាណអាគារចំពោះអាគារដាក់អ្នកទោសប្រមាណគឺខ្ញុំមិនបានដឹងច្បាស់ទេព្រោះខ្ញុំគេឲ្យយាមតែអាគារមួយតាមកន្លែងនេះកាលនោះគឺ
cứ khi nhóm tâm mô bị tạc máy mình đai school mình đai đăng thà nè tô mình chàng mạch ở giang mạch cứ cái áo dương tạm mạch lại nhé đào mau mà hộp bài chẳng dư hộp bài thật ra mà thật tu đào máu thì dương tiên và hóa dương tạm mạch lại nhé. Mình đang dìa kia và man rồi và man cứ khi mình man thật tu đăng chẳng bởi lúc mình man đăng ở kia tiếng ổn nú chẳng ở kia để lúc dìm mùi nú ta miên bắn ở kia nơi tu lại như thế. Bạn chấm qua kia nơi cái này nó cứ mình man miên ở kia và bắn ở kia tu sửa thế cứ ở kia đâu dương tiệt mo dương thò mà đa hai mu tiệt ở kia nó cứ mu chung bình ăn miên trung về sôm ọc cún bìm sơn mánh lục bàn chơi chun tô la ca tha lục squal chấp ba cúc đam phèn bà squal chấp ba sôm lục rìp rọp bì rừng cúc đam phèn nâng chun tô la ca tịnh mơ như vậy mấy bà chấm pu ca cúc đam phèn này cứ pê đại khi nhom tầm ra pì ca nghe mò kì chân vì cái lái diêm nè tô nông tia nông mò hàng cái lái cục đạm 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 phê nữa cứ miên à so thì châu tật rung tật crom thế hay nó cứ miên đạm xe à so là do chiêm thì anh ấy thì nè nơi nông nông chấm mũi thì tha đi chia à so bỏ đạm phê miên à chiêm tật xe chia à so đạm nơi tam chiang nông hàng crom luôn nơi tập tục crom nhi cái nọ khi ông đã mở ta nên bà xôm ọc cún chẳng nơi pê gì ta để đi lụ hộp bài nơi cái này nè bà chẳng phù nơi pê gì à cái này sẽ tới cái hộp bài cứ nơi khang cai là bong pe si nên khang mình đang chia khả na khang chưa ngang bong cả nó cứ khi mình mang qua cho ba mình chăn về vùng về mình đang khả na khang bong khang chưa cái vụ này khang cai là bong mình khnal mui thom đang chăn cái lớp sa thay là hay hộp pi khang nó khnal là bong mình khang chưa mình lấy mình tự sa thay tự bong rồi tự chưa rồi tự cả tự lấy thì khi mình mang chăn cái vụ cả nó khi mình qua cho ba mong quên chấn sông lục bịa to từ tiết càng nơi pe gì nắng tiệt tận đục nơi chụp thả lục thả quật nẹt đất nuông nơi nắng ta tiệt tận đục nơi cái này nà chấm pu tiệt tận đục cứ nhom ắt màn squal đi mình đang quật nơi nà thì khơi từ quật mò mình đong mà cá tại cá nó cứ mình bán sợi cọt mình đại sợi tàu phò cứ khơi ta mà đo cốt đại nhom khơi một đôi những hơi nặng cái chà chà cái tháng bò mò mò và thiên đôi mò quạt bạc là tay ta mà đo đấy cứ nhom mình đại đang thắt chặt quạt này cái này nè đây tay nhấc nhóm cứ một chán nó khơi tay nhấc nhóm cái này nè sôm ọc cún bên lục thưa ca nơi so mà phây mùi một đôi phụng bính mà chỉ một đôi phụng bính lục ban tư ảnh nhát ở trên từ tết sân áp hiệp dân đại thoát ông bị tết sân áp cách ở bóng 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 nơi chân nâng nơi của rê tế lục đại ban trên từ mưa đấy chẳng phù hà ca trên từ mưa nơi hiệp dân cứ ban chân từ mưa mà đo cứ quạt đạn lan chân từ mà đang chơi tay khá ná đi chân từ mưa mà đo này đang khá ná đi nhưng mà squat đá đang tay lệch đang tay cao đi chân từ mưa mà đo không cái lại rồi phía bên kia nè chân từ mưa ba mà đo hay đang tay tu sân nặng cách nơi đầm mòn mà phay pram mà đo sông ọc cún chấn luộc ban
tư tết sản á thêm tiết đấy nữ pil để xịt chân mà lên nhá nó dạng pil bay năm bằng bay khai mà phi ngay nó cứ miền xịt chân mà lên đồng bình đồng ta lúc kịp ban ăn nhát ấy lúc tranh từ mưa lấy và chụp qua xịt chân mà lên đây trong đồng bình đấy cứ trong đây có cà phê lại thì trong mặt bàn tranh từ mưa lừa kì kì thả xịt mà lên xịt mà lên khi tầm mơ hàng trong khi tầm mơ khi địa bàn tầm mơ trải trong cuộc nhóm từ vừa càng nghe phong phía cái phong diêm cứ mặt màn tầm mơ đi sum nua to tiết lúc nữ tại an tha cúc tua sài miên a kia thông thống bầy chân men thế lúc nữ tại an chân men thế chúng pua à kia thom thom bay cứ nhom nơi từ tua à thà bay miền bay trùng trùng mũi trùng từ bầu mũi trùng cần đá mũi trùng hành trường sôm ọc cún ta lục nơi tại an thà nè tốt say say kì khung nơi à kia cần đá chân men đi chúng pua say say đã nhom khơi phía trán nơi hàng cà ria lại tôi hàng mộc kia thông cần đà nữa cứ nhom đà đã khơi khơi nè tôi say say nơi tin luôn ta cái khung nè tôi say say ní là hốt đó thằng ai pi rứ thằng ai bay mẹ cà ra mà quan phổ buôn đôi chân sập phổ buôn men rồi tì bạn chụp qua sầm nua ní cứ khi nhom mặn mặn lại mình chạ thà nơi đào chặt ngày pi ngày bay nu tế cứ khi nhom mặn mặn đăng thà nhà tô say nơi đào làm na ngày na cứ khi nhom mặn mặn đăng thế luôn nhà xua chầm lai đã khi nhom nơi xua chầm lai hái cứ khi nhom mặn mặn đăng thế buộc khi nhom mặn mặn đai chặt ở kia nu tế sầm ọc cún lục thà miên nhà tô mặn nhẹ chờ lại đã vồn về ta nè tu nút số một ấy sông lục bị chẹt phò và chấm pua sầm luôn ấy cứ khi nhom màn tràn thế chấm pua nè tu để sỏi đại chấm mua bon về cứ ở địa ca du hái cứ khi nhom màn sỏi đi ta nè để sỏi nó cứ nơi không mình thì co mũi được co pì cả là khi nhom chạm ma thả nơi co mũi được co pì bà sôm ọc cún chim sôm xua lúc ao lúc bị chẹt ai cả xa để đưa để pí trượt vào muối sạt pí ơ e ấn sôn sôn đập buôn hà pram pet bẩm pel trượt ngay đi bẩm pel khai đập pí cho năm pí bòn của muối chụp phía sạc máy lúc bàn chơi từ giờ bây giờ nhà thả chắc rằng bên tiền tiền sôm ao lúc cá sấu ăn ở ăn number mà đong tiền tiền còn ăn riêng nhòm thì E-E-N Sôn Sôn Đập bún Hạp Pram Pét Pum Pil Nước nông ai cả xa ní Lộ bàn chá lời tư giá hạ bà đê nhá thà Ai cả xa xua chùm lời Pêl khá Nhùm dốc từ áo đích tùa tại bên xã văn hà càng ní lúc cháu lời thả mình đã dốc chùm lời nè tu từ áo đức tòa tì nế đôi chí nè chùm lời bì ní nhóm vô là khuyên thả đôi chí tùy khí nì ta lúc dốc chùm lời nữ xã bì nhá rư mũi có dốc chùm lời nữ bên xã văn hà càng ní xông lúc bì chạy chấm pua chấm lai đã bắt nhom thà do ai cả xa ta ao chung được cứ nhom mình đại bàn do ta ao chung được tổ thế cứ nhom đại là bàn chun tạm dạ mình pu cứ nhom lai xua chấm lai chắc cứ ao từ thiên pua đã bắt nhom cứ mình chung hay chung cạn muốn nan muốn non này ở quân chẳng bàn sẽ đây thành lúc bạn để sai cháu nơi chùm lấy đại lục cháu lấy chùm buông mục bệ nhá cao bị ngay ti
17ខែ12 2006ហើយលោកទទួលស្គាល់ចម្លើយដែលលោកឆ្លើយនៅពេលសវនកម្មនេះអញ្ចឹងមែនទេបានពួរចម្លើយរបស់ខ្ញុំឆ្លើយនៅពេលនេះគឺខ្ញុំឆ្លើយទៅតាមការនឹកឃើញរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានធ្វើនៅពេលនោះតែព្រោះចម្លើយខ្ញុំនៅសារដាការគឺកាលនោះគឺខ្ញុំឆ្លើយយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគឺខ្ញុំមិនបានចាំហើយមិនបានដឹងថាខ្ញុំឆ្លើយយ៉ាងម៉េចគឺខ្ញុំអត់បានចាំទេហើយខ្ញុំមិនអាចទទួលបានសូមអរគុណបន្ទាប់មកទៀតលោកអ្នកដើរយាមតាមបន្ទប់ខាងក្នុងអានឹងមុនលោកទៅសួរចម្លើយនេះលោកថាមិនដែលឃើញតាដូចធ្វើទារុណកម្មអ្នកទោសហើយក៏មិនដែលឃើញតាដូចវាយសម្លាប់អ្នកទោសនោះទេតើលោកនៅរក្សាចម្លើយនេះដដែលឬយ៉ាងណាបាទពួរចម្លើយនេះគឺខ្ញុំនៅរក្សាដដែលពួរខ្ញុំមិនដែលឃើញគាត់ដើរចូលខាងក្នុងឬដើរទៅសម្លាប់អ្នកទោសណាគឺខ្ញុំមិនដែលបានឃើញគាត់ធ្វើដោយផ្ទាល់ហើយខ្ញុំរក្សានៅចម្លើយនេះជាការពិតសូមអរគុណលោកបានឆ្លើយបញ្ជាក់ជូនតុលាការហើយថាលោកជាអ្នកដើរយាមនិងធ្លាប់សួរចម្លើយលោកថាមិនដែលឃើញមានវិន័យសន្តិបាល10ខនោះទេទោះបីនៅបន្ទប់សួរចម្លើយក្តីនៅបន្ទប់ដែលលោកតាមបន្ទប់ដែលលោកយាមក្តីតើលោកនៅរក្សាចម្លើយនេះដដែលឬយ៉ាងណាចំពោះចម្លើយនេះគឺខ្ញុំនៅរក្សាដដែលពោះកាលនោះគឺខ្ញុំមិនដែលឃើញថាគេទៅសេជាសំណេរយ៉ាងម៉េចដាក់ប្រមាណថាដាក់ថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចនៅតាមចិញ្ចាំងឬតាមកន្លែងសួរបន្ទប់សួរចម្លើយយ៉ាងម៉េចម៉េចគឺខ្ញុំអត់ដែលមានសំណេរទៅសេនៅតាមក្តារគៀលណាស់ដែរសូមអរគុណលោកក៏បានឆ្លើយបញ្ជាក់ជូនតុលាការដែរថាពេទ្យនៅស21គ្មានពេទ្យជាស្ត្រីទេហើយក៏គ្មានពេទ្យជាកុមារពេទ្យនោះដែរអញ្ចឹងលោកនៅរក្សាចម្លើយនេះនៅដដែលឬយ៉ាងណាចំពោះពេទ្យដែលដើរមើលអ្នកទោសគឺខ្ញុំមិនដែលឃើញពេទ្យស្រីដើរមើលអ្នកទោសទេតែចំពោះពេទ្យនៅកន្លែងណាមួយមានស្រីគឺខ្ញុំមិនដែលឃើញគឺខ្ញុំមិនដឹងទេតែចំពោះអ្នកទោសពេទ្យដែលដើរមើលអ្នកទោសគឺខ្ញុំឃើញតែពេទ្យប្រុសដើរមើលអ្នកទោសមកហើយខ្ញុំនៅរក្សាចម្លើយនេះដែរសូមអរគុណមួយទៀតលោកថាតាំងពីលោកធ្វើការនៅស21លោកមិនដែលបានទទួលបញ្ជាស្អីពីតាដូចទេតើអញ្ចឹងមែនទេបាទចំពោះចម្លើយនេះគឺខ្ញុំមិនដែលបានបញ្ជាគាត់បញ្ជាផ្ទាល់មែនគឺខ្ញុំនៅរក្សាចម្លើយនេះដដែលពេលលោករៀនសួរចម្លើយគឺឈ្មោះកាក់ជាអ្នកបង្រៀនលោកពីរបៀបសួរចម្លើយតើឈ្មោះកាក់នេះមានធ្វើទារុណកម្មអ្នកទោសដើម្បីបង្ហាញលោកជាបទពិសោធន៍ក្នុងការរៀនសូត្រឬទេចំពោះការរៀនសួរចម្លើយគឺឈ្មោះកាក់នេះគឺមានធ្វើទារុណកម្មដូចខ្ញុំថាគាត់មានវ័យនឹងរំពាត់វ័យនឹងខ្សែព្រួយឆៈតាជាហ្នឹងគឺគាត់មានធ្វើតែចំពោះការណែនាំអប់រំឲ្យខ្ញុំធ្វើគឺមិនទាន់មានទេព្រោះការយើងសួរទៅទាន់តែអ្នកចេះសួរហើយចេះចាប់ចំណុចសង្កត់លើអ្នកទោសដើម្បីឲ្យអ្នកទោសឆ្លើយវាយថែមរហូតការរៀនពិសោធន៍ធ្វើទារុណកម្មគឺមានសូមអរគុណលោកធ្វើការនៅស21តើលោកដឹងទេលោកស្គាល់ទេអ្នកធំណាឈ្មោះអីដែលនៅពីលើតាដូចទៀតនេះសូមលោកបញ្ជាក់តើលោកស្គាល់លោកបញ្ជាក់
ំពោះនៅស21ដែលធំជាងជនជាប់ចោតឈ្មោះដូចទៀតគឺខ្ញុំមិនបានដឹងទេដឹងថាគាត់ហៅបងបងតាមដឹងបងណាបងប៉ុលបងខៀវបងអីបងណាគឺខ្ញុំចាំមិនបានច្បាស់ទេតែគាត់ហៅថាបងបងគាត់ពរិពេលរៀននយោបាយដងដងនឹងជានយោបាយរបស់គាត់ក៏គាត់បរៀនថាចឹងហើយតែឲ្យខ្ញុំដឹងថាអ្នកណាបញ្ជាពីលើគាត់ឬមេធំនៅលើមន្ទីរស21គឺខ្ញុំអត់បានដឹងដឹងថាគាត់ម្នាក់បន្ទាប់មកមានឈ្មោះហោឈ្មោះចានឈ្មោះប៉ុនឈ្មោះអីជាកម្មាបាលធំធំនៅទីនោះអរគុណអញ្ចឹងលោកមានស្គាល់សុនសេនច្បាស់ទេចំពោះសុនសេនគឺខ្ញុំបានឃើញច្បាស់ពេលគាត់មកបង្រៀននយោបាយនៅនយោបាយខាងក្រៅសាលាខាងក្រៅហើយមន្ទីរស21គឺគាត់មកបង្រៀននយោបាយជាញឹកញាប់ដែរប្រហែលជា3ឬ4ដងដែរតាំងពីខ្ញុំបានទៅនៅសួរចម្លើយសំណួរចុងក្រោយតើលោកពេញចិត្តនឹងមុខងារភារកិច្ចរបស់លោកនៅស21ឬទេចំពោះការបំពេញភារកិច្ចនៅទីនោះគឺឲ្យខ្ញុំពេញចិត្តនឹងធ្វើឬក៏ស្រឡាញ់នៅការងារនោះគឺខ្ញុំមិនបានពេញចិត្តទេព្រោះការងារនៅកន្លែងនោះគឺថប់ថល់គ្មានដើរទៅណាបានមួយថ្ងៃឬចេញទៅក្រៅបានឲ្យសប្បាយចិត្តហើយការងារនោះគឺធ្វើគឺភ័យខ្លាចខុសខ្លាចស្លាប់ខ្លួនដោយសារការធ្វើសួរចម្លើយទៅដែលមិនត្រូវតាមការកំណត់របស់គេខុសខ្លាចខុសលុះហើយការរស់នៅទីកន្លែងនោះគឺខ្ញុំភ័យខ្លាចជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនដឹងជាថ្ងៃណាខ្ញុំស្លាប់ដូចជាមេពួករបស់ខ្ញុំបន្តបន្ទាប់ទីក៏មិនដឹងលុះហើយខ្ញុំគ្មានពេញចិត្តនឹងការធ្វើនៅទីនោះទេតែការនោះជាការចាត់តាំងជាការបញ្ជាពីថ្នាក់លើលុះហើយការដែលខ្ញុំរស់នៅទីនោះគឺខ្ញុំធ្វើតាមបញ្ជាតាមប័ណ្ណបញ្ជាលុះហើយគឺខ្ញុំធ្វើតែតាមប័ណ្ណបញ្ជាប៉ុណ្ណោះសូមអរគុណខ្ញុំសូមលោកបញ្ជាក់បន្តិចទៀតលោកថាលោកមិនពេញចិត្តនឹងរបបនោះដែលថាមិនពេញចិត្តនឹងលោកធ្វើការងារនៅកន្លែងស21នេះទេបើលោកមិនពេញចិត្តហេតុអីក៏លោកមិនរកមធ្យោបាយដើម្បីគេចរត់ចេញពីស21សូមលោកបញ្ជាក់មើលចំពោះការដែលខ្ញុំរកមធ្យោបាយចេញពីមន្ទីរស21គឺគ្មានមធ្យោបាយចេញរួចទេមិនដែលទៅស្គាល់តាក់តងទៅអង្គភាពនៅកន្លែងណាអង្គភាពណាផ្សេងផ្សេងគឺខ្ញុំមិនដែលបានទៅតាក់តងលុះហើយរមមធ្យោបាយក៏រមមិនបានដែរលុះហើយគឺខ្ញុំចេះតែទ្រាំនៅហើយខំធ្វើការឲ្យគេស្រឡាញ់ឲ្យគេអាណិតដើម្បីកុំឲ្យខ្លួនស្លាប់កុំឲ្យខ្លួនលំបាកតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងសូមលោកបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតលោកមានដឹងទេបុគ្គលិកស21ដែលគេធ្វើការដោយលោកនោះប្រហែលជាគេអត់ពេញចិត្តនឹងការងារដោយលោកដែរឬទេចំពោះអ្នកដតីទៀតដែលសួរចម្លើយដែលធ្វើការជាមួយគ្នាតាមដែលខ្ញុំមើលខ្លះគេពេញចិត្តខ្លះប្រហែលជាមិនពេញចិត្តដូចខ្ញុំដែរព្រោះការងារអស់នេះខ្លះគេថានឹកផ្ទះដល់ហើយចង់ទៅលេងម៉ែតែមិនដឹងថាអត់ហ៊ានសុំទៅខ្លាចលុះហើយមានអ្នកខ្លះនិយាយចឹងថាចង់ទៅលេងផ្ទះម្ដងពូស្រុកនឹងយ៉ាងម៉េចឥឡូវលុះហើយមានអ្នកថាអ្នកខ្លះថាទៅលេងស្រុកបានការអីការងារកកូកដីបំពេញភារកិច្ចជួយប៉ដើម្បីប៉ចម្រើនអ្នកខ្លះនិយាយចឹងអ្នកខ្លះនិយាយចំលុះហើយមានអ្នកខ្លះជឿតាមប៉អ្នកខ្លះមិនជឿលុះហើយមានអ្នកខ្លះស្រឡាញ់អ្នកខ្លះមិនស្រឡាញ់ចំនួននោះគឺមានជាសូមអរគុណអញ្ចឹងចំពោះអ្នកមិនស្រឡាញ់ប្រហែលជាដូចលោកដែលចង់រត់ដែរប៉ុន្តែមិនដឹងរត់ទៅណាអញ្ចឹងមែនទេបាទគឺច
chẳng mẹn chẳng rốt đai chẳng chẳng đai tại mình đang chẳng tay khá nà bởi mình squall tì cả lại mình squall ấy phó sốm ở sầm nú hay sầm ở quân lục bạch thiên sầm ở lục mê tì vi ăn rãi chết phong xóa bằng to sầm nú tiết sầm ở quân sầm chênh lục mê tì vi phong xóa rú Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, je n'ai pas beaucoup de questions à vous poser. Vous venez de dire que votre travail à S21 était ennuyé. Savez-vous combien de personnes sont mortes à S21 pendant la période où vous y avez travaillé? គឺមានឈ្មោះពៅឈ្មោះផោឈ្មោះប៉ែងឈ្មោះហេងឈ្មោះកាក់ឈ្មោះនននេះគឺបាត់ឈ្មោះអស់ហើយម្ល៉េះគឺខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាពួកនេះប្រហែលជាស្លាប់បានជាបាត់ខ្លួននៅក្នុងមន្ទីរស-21 Saviez-vous qu'on ne ressortait pas vivant de S21? Luôn bắt đôi kia đai thì cũng đang từ khi mình ai cầm nọt bàn thì Je ne vous parle pas des gardes ni des interrogateurs, je vous parle des victimes, les personnes qui étaient détenues. Saviez-vous que ces personnes ne reviendraient jamais vivantes? ខ្ញុំទាំងអស់នោះត្រូវបានគេបញ្ជូនចេញឬក៏ចេញពីគុកដោយរស់រៀនមានជីវិតដែរឬទេចំពោះអ្នកទោសដែលនៅក្នុងស-21នេះគឺខ្ញុំមិនអាចសន្និដ្ឋានបានថារស់ឬស្លាប់យ៉ាងណាដែរគឺខ្ញុំមិនអាចដឹងទេព្រោះការងារសម្ងាត់របស់បកគេគឺមិនអាចឲ្យដឹងទេឃើញតែគេការពីខ្ញុំនៅកងការពារឡើយឃើញតែគេដឹកឡានចេញដឹកឡានចូលមកហើយមិនដឹងគេដឹកយកទៅខាងណាគឺខ្ញុំមិនបានដឹងទេ Et ne, vous ne vous êtes jamais posé la question? Vous n'avez pas essayé de savoir? Rồi có phía dìm chọn đăng thả ta, nẹ tu từng ổn nâng, kì dục từ ná, hơi kì dục từ thư ấy thế. Chẳng phù ca su chọn đăng nẹ tu nâng kì dục từ ná, cứ chọn đăng ná, tại mình đăng su nè ná, bờ mình đăng thả kì dục từ ná, rồi hơi, chết tại chung ngọt tại khuôn ái mà, kì su rút kì dục từ ná nẹ tu, rồi hơi chết chung ngọt tại khuôn ái tại bản nông. អត់ហ៊ានសួរពីសួរគេមេជាមេជាមេក្រុមមេពួកអីមិនហ៊ានសួរគេតែតែយើងចង់ដឹងពីការងារសម្ងាត់របស់បាក់គេហើយខ្លាចមិនហ៊ានសួរទេហើយពេលនោះគឺការងារអីអ្នកហ្នឹងគឺធ្វើតែការងារនោះដឹងតែធ្វើតែការងារតែប៉ុណ្ណោះ Je
Je dois donc penser que pendant tout le temps où vous êtes resté en S21, vous ne vous êtes pas préoccupé de savoir ce que devenaient les prisonniers. Est-ce que c'est bien ce que vous me dites? Vous ne vous êtes pas inquiété de savoir ce qu'allaient devenir les prisonniers? Est-ce que c'est bien ce que j'entends? Mình đang chia ra ná cái khi mình mang đằng đấy con tại ngõ tại luôn ai đó nhà tôi và hai chị sát chị rong đó bọc luôn ai gặp cái này thì cứ bạc bọc cái cá nó cứ tăng răng mơ mặt đại khát như vậy bị đại khát cầm tích khăm ăn tích khăm ăn và hai cứ mình ai tục nhà tôi ơi ru riêng mình chỉ vật thì ក៏ប្រហែលតាអ្នកសួរចម្លើយនៅក្នុងទីនោះអ្នកការពារនៅក្នុងទីនោះធ្វើការខ្លួនមើលទៅដូចមិនឃើញខុសផងព្រោះអាចមានចាប់ដែរប្រហែលមិនទុកចិត្តសូម្បីតែកងការពារខ្លួនឯងឬជាអ្នកសួរចម្លើយខ្លួនឯងនេះក៏មិនទុកចិត្តខ្នងខ្លួនដែរថាខ្លួនរស់រៀនមានជីវិតរហូតក៏មិនទុកចិត្តដែរ Donc, vous saviez bien que la politique du parti, c'était d'écraser les ennemis. Et donc, vous saviez bien que toutes les personnes qui étaient prisonnières allaient être écrasées. ចំពោះការកំតិចឬមិនកំតិចគឺខ្ញុំមិនបានដឹងទេតែជាការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំគឺគេអាចកំតិចឬក៏យោបល់របស់ខ្ញុំគឺមិនអាចឆ្លើយបាន Ça veut dire que vous ne discutiez jamais avec les autres interrogateurs entre vous. Vous ne discutiez jamais de ces questions-là. Même le soir après le travail, quand on se retrouvait avec les interrogateurs, même là, on ne parlait pas les uns avec les autres. ទោះជាពេលសម្រាកអញ្ចឹងក៏មិនដែលនិយាយសួរនាំគ្នាពីរឿងហ្នឹងតើមែនឬទេបាទចំពោះរឿងហ្នឹងគឺមិនដែលនិយាយគ្នាទេបើនិយាយរួមគឺខ្លាចគ្នាទៅវិញទៅមកមិនទុកចិត្តគ្នាលែងទុកចិត្តគ្នាឯងខ្លាចគ្នាឯងរាយការណ៍ថាឯងនិយាយនេះគឺមើងងាយបាក់គេឬថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចក៏ហើយជាសតិអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺការនោះគឺលែងទុកចិត្តគ្នាឯងទាំងអស់លុះហើយ Est-ce que vous avez connu notre interrogateur du nom de Prakhan? Prakhan, pardon.
ມັນດັ່ງຊິກອດຊ្មោះປະຄອນຫຼືຊ្មោះຄອນຫຼືອີ່ຄອນກໍມັນດັ່ງໄດ້ດາຊ្មោះຄອນມັນກໍມີຊ្មោះຄອນກໍມີດາ Est-ce que vous le rencontriez? Somnour. Ta lok ban chuop kot dae rute? Champua chmuh khon. Khnyom doy che dae ban chuop kot mdaok dae. Kot neu mchak mdol aikasa. Kư khoeng tae mok kot. Tae man dae ban chuop kot rư. និយាយស្ដីជាមួយគាត់គឺអាចបានដែរនិយាយជាមួយគ្នាទេគឺគាត់តែឃើញគាត់ដើរឃើញគាត់រៀងកំណត់លក្ខជាម្ចាស់ហ្នឹងថាបើជួខនឹងតែដែរគឺគាត់តែសង្ស័យទេមិនបានថាជួខនឹងបាននិយាយគ្នាពិតប្រាកដទេគឺឃើញគាត់ជិះឡានដើរទស្សនកិច្ចហើយតែបងជើងឯងជាមួយគ្នាឃើញគាត់ដើរជាមួយជនបរទេសហើយ Je vous demandais si vous aviez eu des conversations à l'époque AS21. Entre les interrogateurs et notamment គឺក្នុងចំណោមអ្នកសួរចម្លើយនោះជាពិសេសធ្លាប់និយាយជាមួយលោកប្រាក់ខននៅរទេកាលនោះបាទចំពោះឈ្មោះប្រាក់ខននេះគឺខ្ញុំមិនដែលបាននៅក្រុមជាមួយគ្នាហើយមិនដែលបានតាក់ទងគ្នានោះហើយមិនសូវបាននិយាយគ្នាទេ Qu'avez-vous fait vous-même en janvier 1979? Est-ce que vous pouvez nous dire? Au moment où les Vietnamiens sont arrivés. Nhóm do nẹ tôi tự túc mau một tuần đọc do nẹ tôi tự túc hái từ từ học bài từ đọc lại bài mình toàn màn học bài phong tu học vật prà rồi hái từ đôi chim một tàu va mỏ ra prà ở nhóm từ do vật lại kẹt vì nu non như từ do vật lại kẹt học bài đấy từ do vật kẹt hái từ triêm nội tam mọt lu từ soi triêm là hốt bài của anh ở hộp với tôi phải làm chuyện màu bay màn tranh đi lại đi tới tranh tới ở hộp bài là hốt đào đào vì màu bay tới đào và đá sơ và đá đá và đá lại duyên và đá là hai đào mình màn liền mà này đã khơi bài tam rộng bài đang dịch lại ná đấy khơi nhìn rộng bài đúng ấy rồi hộp có nẹt là tháng không có hộp tài tiết ở hộp bài là hốt đào từ đào bằng quân nào khi từ nơi buôn tam bằng chỉ buôn để tam công chơi lại để tam cái nào hồ đào mao phải giúp tranh pi bằng buôn lo tam bằng hai cát bằng lo tới trời hàng lạch đang hàng cả bộ nói khi mình chạm cho bà đa qua tư nào khi hai lo tới mà thì nuông lo nào chỉ lệch buôn á nào chỉ lệch ຂະຫນາດຈິດປະມານນີ້ລອງຂະຫນາດຈິດໂຕຕະຫຼັກຈັ່ງຈື່ຈັ່ງໃດຕະຫຼັກຕະລືຂ້າຍປອງຫຼືຈິດອະດອງຈັ່ງໃດຕະດອລຕະຮຽບປອງໃນອີຕຽງປີງຂ້າຍຕຽງປີງຖງອກປົງຂ້າງຫຼັກຕະໃບປູ Vous
voyez que parfois la mémoire vous revient. Vous avez dit que vous étiez en train de raccompagner des détenus dans la cellule. Il y avait encore des détenus à ce moment-là? Le 7 janvier 79, il y avait encore des détenus? Mien nẹt tô nào thì nâng men thế. Và ngày nu cứ mien nẹt tô khi nhom nơi xua chầm lại nơi lại phù khi nhom thả mình đăng nẹt tô nơi chia ra tách cứ khi nhom mình bàn đăng thế đăng thả chúng mua đặt khi nhom do ta xua chầm lại cứ nơi khi nhom pê để duôn cho lắm khi nhom do chầm lại nẹt tô do ta tục do ta tục hai đa đa hậu bài đa pê ta đa tóc bái cứ tu hòa bút à ta đôi chim mà to mo nó như ta tu hòa bút nào không biết tự do bút rất tự do bút tổng học gì là hay nhà tốt cứ nơi miền tại thằng nơi miền phần man tại chỉ được ra cứ cho mình man đăng lên qui était le détenu que vous venez interroger ta nhà na trên nhà tốt đại lục bàn su chấm lá hay do tổ tục bình nô chấm hòa vậy và tôi ra chụp bút mua nè tôi đã nhâm do tục hay nhâm do mà xưa nhâm lại nếu pin luôn cứ mình đăng chơi mua ấy thế nhưng mình bàn chạm thế vì lịch ở hai nhâm lại nè tôi mình đăng chơi mua ấy nhưng mình bàn chạm vous avez dit à la chambre hier que vous aviez interrogé au maximum 4 personnes. C'est bien exact. Bạn chia chấm lại là bọc nhóm cứ chỉ cả trăm trai của cả nó cứ nhóm xua đại tuôn mà này ai nhóm mình tha cầm nát thả buồn nẹt cốt rư mà nẹt nó cứ nhóm mình cầm nát thế cứ nhóm mình cho bạn rồi chỉ này cứ nhóm sàn này than thả phải hai chỉ buồn được trăm nẹt nhóm tha chẳng. Et avez-vous vous-même utilisé des violences sur ces détenus? Des tortures? Avez-vous torturé ces détenus? Bà đình dì rùa mình hiên vai thế còn là xua xua bà cả nhà ấy cứ ai miền cả nhà ấy nè rồi vai rồi chê chăng miền chê rồi bữa hàng xa chỉ chê chứ rồi vai rồi ấy chăng à cứ miền tại cho phu ca vai tập cứ chuẩn ai tựa cứ toàn bàn miền ca vai tập hai về để nhận tô mình chlai khăn dù xua buồn cả ngày mình mang chlai chứ mang kiếm tê đẹp ta hồ mình tê đi, thầy hô có đau mưa ra ngay thì mẹ, thầy hô đau cho mấy vị xoay ớt ớt xoay đi, ớt xoay xuống tiếp đây nên chìa xâm lao chìa xâm lùa thầy có đau thầy hô thầy xoay lát văn mô tiên xoay nơi à nơi đi bó rồi rồi, mưa bờ viêm xoay ai thầy cách quật ai rồi, miền tài ca, miền tài bản năng cả sự chậm lại chia tay đơn cam bọc nhom thì toàn màn hiện thơ lại luôn ai tua khó. Monsieur le Président, une dernière question si vous me permettez. Le François Roux, Monsieur le Témoin. Le Patien, qui amène son nom qui en crée un mot tête. Aujourd'hui, est-ce que vous regrettez d'avoir travaillé à S21? Est-ce que vous regrettez d'avoir travaillé à S21? Nơi sau phải mua cứ nhom cái sau sải nà là thưa chỉ nhẹ diêm cúc nơi tin luôn làm ba
ក៏លំបាកបើថានៅកងការពារវិញមកយប់តាំងពីម៉ោង 2 ដល់ដល់ព្រឹកគឺដើររហូតមកហើយលំបាកគ្មានពេលទៅនេះទេដើរចង្ការងោកដើរងោកបុកជាងភឹងក៏មានបុកតសភឹងក៏មានមកហើយធុញថប់សឹងថាប្រេះទ្រូងហើយម្ល៉េះអានចិត្តនឹងខ្លួនឯងធ្វើការងារមិនត្រឹមត្រូវតាម លក្ខណៈនេះហើយធ្វើការងារនៅវាតាំងតៃពេកហានចិត្តខ្លួនឯងចោលស្ដាយដែលខ្លួនឯងមិននៅធ្វើការគ្មានពេលទំនេរគ្មានបានស្រួលដើរទៅណាស្គាល់ញាតិមិត្តស្គាល់មិត្តភក្តិចិត្តឬឆ្ងាយស្គាល់បងប្អូននៅទីណាទីណាមិនដឹងថាបងប្អូនគេបញ្ជូនទៅណាទៅនៅអង្គភាពណាណោះហើយស្ដាយ Je vous remercie, monsieur le témoin. Luc François Barou, merci, monsieur le Sassay. Luc Protéen, Somakon. Merci, Jean Croyne. Bonjour. ផ្ដល់ឱកាសទៅជំរាបចោតដើម្បីធ្វើការកត់ទំគាល់បន្ថែមចំពោះសក្តិកម្មរបស់សក្តិសិទ្ធិរូបនេះប្រសិនបើមានប៉ុន្តែអង្គជំរះសូមរំលឹកសក្តិសិទ្ធិថាមិនក៏បីធ្វើការកត់ទំគាល់ដោយសង្កត់ទៅលើសក្តិសិទ្ធិថាភ្ជាប់ខ្លួនមកអក្រិតកម្មនោះទេពីព្រោះសក្តិសិទ្ធិ អញ្ជើញមកនេះគឺតាមសេចក្តីត្រូវការតាមនីតិវិធីដែលអង្គជំរះវិសាមញ្ញក្នុងតឡាការកម្ពុជាស្វែងស្វះស្វែងរកដើម្បីស្វែងរកការពិតអញ្ចឹងគឺជាសក្តិសិទ្ធិដែលត្រូវមកដោយបំពេញកណិយកិច្ចក្នុងនាមពលរដ្ឋដែលបានដឹងរឿងហេតុពិតប្រាកដពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គហេតុដែលអង្គជំរះយល់ឃើញថា ចាំបាច់នៅក្នុងការកោះហៅមកឲ្យនិយាយផ្ដល់ព័ត៌មានប្រាប់ដល់អង្គជំរះដូច្នេះគឺលោកអាចធ្វើការកត់ទំគាល់ទៅការអ្វីដែលលោកយល់ឃើញប៉ុន្តែជៀសវាងនៅចំណុចដែលយើងបញ្ជាក់អមាញ់មិញនេះសូមអញ្ជើញ សូមគោរពលោកប្រធានម្សិលមិញខ្ញុំបានសន្យាជាមួយលោកចៅក្រមលាវែងថាខ្ញុំនឹងទៅស្រាវជ្រាវឯកសារនៅបន្ទប់ឃុំខាំងរបស់ខ្ញុំគឺបញ្ជីសួរចម្លើយឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជូនលទ្ធផលនៃការដែលខ្ញុំស្រាវជ្រាវដូចតទៅ ឯកសារដែលសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតបុគ្គលមកដាច់ដៃខ្ញុំក្នុងសំណុំរឿងលេខ 001 មាន 23 ទំព័រដែលមានលេខ EAS ដូចតទៅទំព័រមួយក្រុមនោះមាន 20 ទំព័រគឺពីលេខ EAN 00 00 69 57 ដល់ 00 00 6976 មួយសំណុំទៀតមានតែ 2 ទំព័រទេគឺ 00 04 00 92 និង 00 04 00 93 ហើយចុងក្រោយមានតែ 1 ទំព័រទេគឺ 00 04 02 និង 20 ក្នុងចំណោមឯកសារទាំង 23 ទំព័រដែលខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវនេះខ្ញុំអត់ឃើញមានឈ្មោះមិនកាក់ជាអ្នកសួរចម្លើយអ្នកទោះទេក៏ប៉ុន្តែមានឈ្មោះមិនមានគឺឡាច់មាន 3 ទំព័រនៅលើទំព័រដូចតទៅទី 1 ឈ្មោះមាន
nơi tầm bò sôn 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 buôn sôn sôn cài pì trong lấy riêng ti bụng buôn lạnh miến xua trong lại chóc nề ri mà nhẹ chung một com lìm hai rơn kinh nề ri ạ nụp và thiên này chia ba là bọc bốt là bằng bờ tí pì đừng chạy thả mật lạnh miến bàn xua trong lại mà nhẹ nơi lấy riêng bày đại chỉ bờ thiên ấp bị bây giờ chân chắc sẽ có băng ẩn đài nằm băng mà phải bay chân rong cro rụng đi thật nơi không lấy riêng tí bay tầm po sôn 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 học bấm buôn nó học bấm bờ hơi tí bay mật lạnh miến bàn xuôi trong lời chân rong cro mà nhẹ chung hai chút bờ thiên khô sơn ca làm băng mập ít bảy nơi trong lịch riêng ti bờ muối ni tầm po sôn 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 học bờ muốn chặt mùi xong mình chặt thả tầm po ơ ăn chặt kia cứ sôn sôn học bờ muốn chặt muối nâng sôn sôn học bờ muốn chặt bầm bơ đội khi nhà từng sòng khi ông sai chỉ được khơi mật lại miến xua chầm lái mà nó bệnh nhẹ đội tỏ từng này sao rộng máu nơi bọc lực mình tì sao mà phê mũi bất chìa miền cả mà phải bàn mà nhẹ xua chầm lái nó bọc mình tì sao mà phê mũi mềm chung một lại miền mềm khi nông ai cả sao mà phê bây sân lực để khi ông sai chỉ đến đi khơi miền bây sân lực hai để mình chung lại miền ta ở rương bất về dạng mạch khi nhóm xong tốt chùn ông chùm ngôn chùm rẻ sẽ là nằm bốn đi lộ về phía chùm khi nhóm miền chùm ngư chàng sông lưu sụp hạ vì này chạy lưu ni ông chồng nông chồng rẻ không bánh hà này đâm bay rốt cả bất không xong chọc bằng này đòi cô rốt bọn ấy lời này cả sát đạp sát khai cầm sát xây chung một lạnh miền có đòi tìm mình chọc hơi hay trọc này này cả chọc này cả sát đạp sát xây này có ở bây bởi lìa trời xâm rạng từ xa ngày trọng đề hay lục lạnh miến ông nhìn ra ông cun trong phố lục đại bàn chương một đạo thật khai cầm tạm cả có hai đồng bộ ông chung ra tạm là tạm bốn này ông nhìn ra vì tạm anh không tạm là cả Campuchia hơi sự thân đập hiệp nâng tên đập hiệp này cả bình châu một đồng bộ lục nông niềm lục cho xã xây chấm phù cả trái lời nâng xâm nùa chỉ tròn vì ông nhìn ra nâng phía kỳ đài miền thất nâng khăn ông ca xua đánh đau nâng khăn ông xã bà nà ca chấm phù lục khinh thà cầu miền ca tăng tay hay hẹt phò mùi tiết cư đầy xa rừng hẹt nâng việc cả là dù chỉ nằm một hơi nữa để bị chôm nâng cao lòng bạn trong buộc sạ xây vấn đề các cọt tổng quan khi anh ta tụ bày bị chôm nhạc ná cứ sạ xây ọt mút nâng ca khát khom nâng ca chơi tốt thân nâng xâm nụ rồi bỏ ông dùm ra nâng phía kỳ nâng đồng nạc ca sạ bà nạc ca ni hay ca xua sạ nập sạ khai cam rồi lúc cứ chọp hơi chẳng cứ lúc ai ta lọp tớ bà tia vinh bàn hơi hay môn trầy nâng tà ca tâm rộp tùm ruồn đó xã xây rộng đi cho mỗi những ông gặp hiệp quan biên xã xây những nạn chùm nến đâm bây chung quát tập lập từ lâm đời than đã bỏ quạt vinh hay ông nhầm đây bà ca xâm rạp vì xa ngày trắng cứ trầm về ní hay ông nhầm đây nâng bật to đâm đời ca xạm đời ca đời xuyên ní chạp vì màu muối cần lạ to từ ăn đồ đẹp một tí không kháng nòm chuẩn đẹp cao từ căn bật tục đồng chấm hay ở nòm quát một căn xa xạm đời ca với nhà ban môn màu muối cần là được xử lý.
Somme jeune grand-chère.